Vâng, có người nói rằng các ý. Trên thế giới này có hai thứ không thể nhìn trực tiếp. Một là mặt trời và hai là lòng người. Bởi lẽ ánh sáng của mặt trời thì quá chói lóa, còn lòng người thì mà khó lường. Thanh Liêm có đọc được